Xin chào anh em, chào mừng quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Ví này em sẽ cập nhật về giá xe cho về dòng xe mới được ra mắt trên thị trường Việt Nam của Toyota, đó là chiếc xe Toyota Avanza. Chiếc xe Toyota Avanza nó thực phân khúc của dòng xe MPV, dòng xe đa dụng. Nó sẽ cạnh tranh trực tiếp như là chiếc xe Mitsubishi Xpander, chiếc xe Suzuki XL7 hoặc là chiếc xe Suzuki Etiga. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho cả hai phiên bản của chiếc xe Toyota Avanza, đó là bản số tự động và bản số sàn ạ. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, phép đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Avanza bản số tự động ạ. Với giá biết của chiếc xe này đang là 588 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán với giá đang là 588 triệu em nha tức là bán đúng giá cho em đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Avanza bản số tự động này năm ấy nổi đang là 681 triệu. Trả góp thì đang là 219 triệu ạ. Còn tỉnh thì đang là 652 triệu trả góp thì đang là 190 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 670 triệu. Trả góp thì đang là 208 triệu ạ. Còn em muốn giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bằng như nào thì anh em gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nha. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi vì giá xe tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp. lá xuống hàng như nào thì em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp. Để mọi lại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Veloz bản số sàn ạ. Nó là bản thấp nhất của dòng xe Toyota Veloz anh em nhé. Với giá mít của chiếc xe này đang là 548 triệu thôi ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì cũng đang bán đúng giá cho em nhé với giá đang là 548 triệu đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Avanza bản số xa này Nam Hà Nội đang là 637 triệu. Trả góp thì đang là 206 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 608 triệu. Trả góp thì đang là 177 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 626 triệu. Trả góp thì đang là 196 triệu ạ. À. Chiếc xe Toyota Avanza là chiếc xe nhập khẩu nguyên trước nên sẽ không được hỗ trợ thuế trước bạn 500 từ nhà nước đâu anh em nhá. Và trong phần trả góp thì em tính với anh em là anh em có thể vay được 80% giá trị của xe. Thời gian vay lên tới 7 năm hoặc 8 năm tùy các ngân hàng khác nhau. Và có thể hỗ trợ cho em là lỡ xấu được đã và tỉnh xa được anh em nhá. Ok, vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe. Tổng bánh chương trình khuyến mại cho hai phiên bản của chiếc xe Toyota Avanza là bản số tự động và bản số sàn rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này em xin phép em sẽ dừng giờ ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nha. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều loại xe thị trường Việt Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này các mạng ạ.